đồng bào Vân Kiều chúng tôi rừng cũng là nhà. Nếu phá rừng thì hậu quả mình thì thiên tai lũ lụt. Nước là sinh ra từ rừng. Làm tốt công tác bảo vệ rừng, cuộc sống chúng bà con sẽ tốt hơn. Thôn Chênh Vênh có diện tích rừng cộng đồng gần 700 hectare, là vùng đệm tiếp giáp với khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa. Địa điểm rừng cộng đồng của thôn Chênh Vênh có địa hình đa dạng, phức tạp và điều kiện khí hậu khắc nghiệt vào mùa đông. Có nhiều cây gỗ lớn có giá trị và nhiều loại dược liệu quý như quế rừng, ba kích tím, các loài sâm. Vì vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ, rất dễ bị kẻ xấu xâm hại. Để bảo vệ rừng từ năm 2017, thôn Chênh Vênh đã thành lập Ban Quản lý rừng cộng đồng với hơn 30 thành viên, chia làm 5 tổ, đa số là nam giới. Mỗi tháng, các tổ thay phiên nhau tuần tra rừng từ 3 đến 4 chuyến. Với vai trò là trưởng ban quản lý bảo vệ rừng cộng đồng, ông Hồ Văn Chiến luôn chu đáo trong công tác điều hành, kịp thời nắm bắt tình hình về diễn biến rừng và sẵn sàng trao truyền kiến thức bản địa về lâm nghiệp cho các thành viên trẻ tuổi, như giới thiệu về đặc tính một số loài thực vật, cây gỗ có giá trị, chia sẻ về kinh nghiệm đi rừng và sinh tồn trong môi trường hoang dã. Ông Chiến xem đây chính là cách để vun đắp tình yêu thiên nhiên, núi rừng, sông suối, quê nhà đối với con em của mình. Cùng nhau bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống là trách nhiệm và niềm tự hào của bà con Vân Kiều ở Chênh Vênh, vì những cánh rừng xanh tốt cũng đồng nghĩa sẽ mang lại cho con người không gian sống an toàn, mang lại nguồn nước và nhiều loại đặc sản như măng rừng, bắp chuối, đọt mây, lá đắng, cùng với nhiều vị thuốc quý để chữa bệnh. Đáp lại tình yêu và trách nhiệm giữ rừng của người Vân Kiều ở Chênh Vênh, những năm trở lại đây, Tổ chức Ủy ban Y tế Hà Lan, Việt Nam, MCNV đã hỗ trợ bà con biết cách khai thác nguồn lâm sản ngoài gỗ để tạo việc làm và thu nhập, như sản xuất ống hút tre và một số mặt hàng mỹ nghệ từ cây tre, từ rừng cộng đồng. Nguồn thu nhập đáng kể trong lúc nông nhàn là động lực để cho bà con gắn bó với công việc mới, với niềm tin qua thời gian sẽ trở thành một nghề truyền thống. Đặc biệt, với sự kết nối của tổ chức MCNV, từ năm 2021, Ban Quản lý rừng cộng đồng thôn Chênh Vênh đã trở thành chi hội miền núi đầu tiên của hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị, một tổ chức đại diện hợp pháp cho các hộ trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC ở tỉnh Quảng Trị. Và đến cuối năm 2021, rừng cộng đồng thôn Chênh Vênh cùng với rừng cộng đồng thôn Hồ ở xã Hướng Sơn đã được cấp chứng chỉ FSC cho lâm sản ngoài gỗ đối với các loài tre là vầu, a ho và nứa. Được biết, đây là những cánh rừng tự nhiên do cộng đồng quản lý đầu tiên ở Việt Nam được cấp chứng chỉ quốc tế FSC, là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban Quản lý rừng cộng đồng thôn Chênh Vênh và thôn Hồ trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. Chứng chỉ FSC mang lại lợi ích quan trọng cho cộng đồng thôn Hồ, đó là sản phẩm lâm sản ngoài gỗ là được bán với giá cao hơn về mặt xã hội ấy. Thì người dân ấy được hiểu hơn về công tác bảo vệ rừng, không chặt phá rừng, làm nương rẫy nữa. Thay vào đó là cùng nhau là bảo vệ và phát triển. Đã có chứng chỉ của FSC thì coi như là các nhà đầu tư họ sẽ là vào tài trợ cho là rừng cộng đồng của mình. Mình sẽ tăng thêm kinh tế để cho bà con thu nhập nó cao hơn. Còn lợi ích của xã hội thì mình phải có một cái phần nhỏ bé để đóng góp cho xã hội, như mình bảo vệ rừng chắc thì có thể là rừng là môi trường để tạo nên cho cái là đất nước của mình là ngày càng là trong sạch hơn. Để chuẩn bị cho việc được tham gia chứng nhận FSC do tổ chức quốc tế GFA đánh giá, Ban Quản lý rừng cộng đồng hai thôn đã được MCNV và Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị hỗ trợ nâng cao năng lực về quản lý rừng bền vững, tập huấn về sơ cấp cứu, trang bị các dụng cụ phục vụ tuần tra, bảo vệ rừng, tập huấn nâng cao kiến thức về quản lý rừng có giá trị bảo tồn cao, khai thác tác động thấp đối với lâm sản ngoài gỗ. Hai ban quản lý rừng cộng đồng này cũng tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng thường xuyên hơn, có tổ chức tốt hơn, để hạn chế tối đa nguy cơ xâm hại rừng từ bên ngoài.
Các thành viên Ban Quản lý rừng cộng đồng ở thôn Chênh Vênh và thôn Hồ đều ý thức được lợi ích và tầm quan trọng của việc được cấp chứng nhận FSC đối với những cánh rừng của mình. Trong năm 2021, thì MCNV cùng với nhà tài trợ Liên minh châu Âu và các bên liên quan đang rất là nỗ lực để giúp cho thôn Chênh Vênh tham gia vào cái chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC cho cái lâm sản ngoài gỗ, cụ thể là cho lâm sản mây và tre. Thì nếu thực hiện thành công cái mô hình này thì đây trở thành một cái mô hình đầu tiên tại Việt Nam. Thì cái việc mà tham gia vào chứng chỉ FSC ngoài cái việc nó giúp cho cộng đồng thực hiện tốt hơn cái công tác quản lý rừng của họ thì còn mang lại cái giá trị gia tăng cho các cái lâm sản ngoài gỗ là mây và tre. Được cấp chứng nhận FSC là một điều đáng tự hào, và điều đó cùng có nghĩa là các ban quản lý rừng cộng đồng thôn Chênh Vênh và thôn Hồ phải nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các nguyên tắc quốc tế về quản lý rừng bền vững, về tuân thủ pháp luật, về quan hệ cộng đồng, về các giá trị và tác động môi trường, về lập kế hoạch, về giám sát và đánh giá. Trong thời gian tiếp theo, thông qua dự án quản lý rừng bền vững do Liên minh châu Âu và MCNV đồng tài trợ ở Quảng Trị, các ban quản lý rừng cộng đồng thôn Chênh Vênh và thôn Hồ sẽ được hỗ trợ để tiếp cận dịch vụ hệ sinh thái như dịch vụ hấp thụ và lưu trữ carbon, dịch vụ du lịch sinh thái, dịch vụ bảo vệ nguồn nước. Những dịch vụ này sẽ góp phần tạo nên nguồn kinh phí để duy trì các hoạt động quản lý và bảo vệ rừng ở hai cộng đồng này. Thành công lần này thì chúng tôi có thể giúp cho cộng đồng thôn Chênh Vênh cũng như các cộng đồng khác tham gia sâu hơn vào các cái dịch vụ của chứng chỉ FSC, ví dụ như là dịch vụ hệ sinh thái về lưu trữ carbon, dịch vụ hệ sinh thái về bảo vệ đa dạng sinh học. Thì với những cái việc tham gia sâu hơn vào các cái dịch vụ này thì có thể nói đây là một cái tầm nhìn mới trong việc giúp cho các cái cộng đồng họ quản lý tốt cái rừng của họ được giao, cũng như là mở ra một cái cơ hội thị trường mới cho các cộng đồng này để đảm bảo họ có cái nguồn tài chính giúp họ có thể thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Với người Vân Kiều, thôn Chênh Vênh và thôn Hồ, giữ rừng đâu chỉ là nhiệm vụ của riêng ai. Vì thế, ban quản lý rừng cộng đồng hai thôn này đều có sự tham gia của các thành viên là nữ giới. Và theo chia sẻ của ông Hồ Văn Chiến, mỗi khi chị em phụ nữ cùng tham gia bảo vệ rừng sẽ cho thấy nhận thức và hành động của người Vân Kiều đã thực sự thay đổi. Vì bảo vệ rừng cũng chính là bảo vệ ngôi nhà chung của cả cộng đồng trên dãy Trường Sơn.